Thảo xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thảo sang bánh tráng cuốn nha. Thì ở đây Thảo có chuẩn bị là trứng luộc, đậu hũ với lại chả lụa, dưa leo. Thảo sẽ chấm với lại nước tương tỏi ớt nha. Thì Thảo sang bằng tay. Tay thì trước khi ăn Thảo đã rửa sạch rồi. Với tay mình ăn thôi, không sao. Rồi, bây giờ Thảo sẽ cuốn. Mình sẽ cuốn một một cuốn đầy đủ nha. Thảo sẽ không có cuốn xà lách nha cô chú, Thảo chỉ cuốn dưa leo với mấy cái này thôi. Đậu hũ nè, chả lụa nè, trứng đó. Trời ơi, nó bự quá sao, nó bự quá sao cắn ta. Trời đất ơi, trời đất ơi. Này, cuốn này là đầy đủ luôn. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị các bạn nha. Đây, nước tương tỏi ớt. Nó kẹo như vậy nó mới ngon. Bự quá, bự quá. Rồi, rớt luôn. Nó bự quá. Cắn một cái à. Cắn một cái là ngập miệng luôn. Cái chén nước tương này của Thảo là hai trái ớt, ba tép tỏi, rồi đường, xí chanh, cho nên nó có ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay, chua chua nữa. Rồi bây giờ Thảo không có cuốn full topping nữa nha, tại vì nó bự quá cô chú ơi, ngậm không nổi. Giờ mình cuốn hai loại thôi. Đó. Cuốn đầu tiên thì mình làm đầy đủ. Mấy cuốn sau không cần đầy đủ đâu. Tại nó bự quá. Đó. Hai loại thôi là nó vừa cái tay Thảo nè. Đó, cái nước tương này nó kẹo nè, tỏi nè. Nãy không quên lấy cái muỗng. Chua chua. Cay cay. Lấy cái muỗng cái mình múc cái tỏi ớt này lên ăn ngon. Nhớ hương vị Tết cho nên họ làm món này á. Việt Nam Tết là bánh tráng cuốn miết của chú hả?
Có ai thích món này giống Thảo không? Thảo bày đồ ăn lên mâm nhìn cũng đẹp lắm chứ bộ. Đâu giỡn chứ đúng không? Đâu giỡn đâu, nhìn cũng bắt mắt lắm chứ bộ. Trứng trứng trứng. Ai mà sợ sợ mập á, sợ lên cân á, cứ ăn bánh tráng, rồi ăn bánh tráng cuốn với lại dưa leo với trứng luộc là ổn. Tại vì Thảo hay ăn cái món này lắm thiệt. Dưa leo của bánh tráng với trứng luộc Thảo hay ăn lắm. Cuốn nữa thôi. Cuốn nữa thôi nha. Ăn này lát nữa uống nước đã luôn. Thiệt, Thảo nói thiệt, uống nước là phê luôn. Cái nở ra, cái nò.
rồi rớt rồi. Rồi cô chú ơi, thì video của Thảo sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn cô chú đã xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Bye bye.